Xin chào các bác. Hôm nay trời mưa, em ở nhà mà chán quá. Thôi đành lại lên đồ, ra sông câu tự nhiên. Các bác đi cùng em trải nghiệm điểm câu này nhé. Xuất phát nào anh em. Và đây là điểm câu của em hôm nay. Cũng đã có vài cần thủ ra sớm hơn. Xuống để câu nào anh em. Hôm nay mình đánh mồi tổng hợp để chuẩn bị ra mắt sản phẩm với anh em nhé. Mồi câu của mình chỉ việc trộn với nước là đánh thôi. Mình muốn mồi của mình đơn giản nhất cho anh em sử dụng. Anh em đánh dịch vụ, cứ thế trộn là đánh. Có thể thêm hương liệu, càng ok hơn. Ok, bắt đầu xả mồi anh em nhé. Sẽ cho 2-3 cục mồi. Ai à, thôi. Đồ ngu, đồ ăn hại. Làm phân ngậm vào tay rồi. Ai à. Người sắc đấy. Con đầu tiên. Ai chà. Dô phi. Chỗ đầu biển đỏ là dễ trái mà. Chỗ... Rồi để không? Ôi giời, ôi giời, chép. Con chép đỏ đầu tiên anh em ơi. Xe của ông công ông táo. Con này sao này? Màu trắng nhưng mà mất vải. Ai rồi? Hai lưỡi liền. Rồi. Ai mương. Mương ơi. Không cho mất. Ngương cũng mất. Lâu. Ấy, ui, mương nó phá rồi. Ai. Ấy, mương to chưa? Ai à, con mương. Loại mương này tầm độ kéo tầm độ 15 con cân. Nhá. Mương này. Azofi. Bành phao. Cá gì? Azofi. Azofi bản địa. Có bành phao tưởng mương ăn. Số này. Này. À, lại tiếp tục chép. Chép vàng. Con này sao đít đỏ nhỉ? Màu đỏ. Phao mình đỗ đang mà không biết phao đâu. Gì đây? Ai à, con rừng to thế. Ui sợ. Con rừng to không anh em? Ai chà chà. Nào quá phao mình đâu, nó kéo luôn cần. Không được con chép to nào. Chà gặp con nào. Đây rồi, chép to đây rồi. Đây. Rồi rồi. Con gì đây? Rừng. Rừng. Ai à. Rừng to đấy. Hai con rừng. Rồi rồi. Con gì đây? Rừng. Ai à. Rừng to đấy. Hai
Khoan dừng. Ai là con dừng tiếp. Ba chuối bắn. Ai giờ đây rồi. Gì đây. Lại dừng. À rồi rồi. Chưa đó thứ 6 về đón trẻ con về sớm. Ba giờ. Ôi thôi chưa rồi. Thôi về 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 về. Ba giờ rồi. Thôi về 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 về. Em ở đây bắt cá 2 cân. Anh về 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 đâu. Về còn đi đón trẻ con. Không bà không điện là không nhớ đâu. Thôi thế là đủ ăn rồi. Về anh em ạ. Cảm ơn các bác đã xem video của em Đỗ Trọng về lớp vi sinh. Hẹn các bác video tiếp theo. Các bác thấy hay đừng quên like, đăng ký kênh ủng hộ em nhé. Lấy gì? Có đẹp thì mới lấy thôi. Đấy, ra sông tí tẹo đủ rán rồi.